một chặng đường dài, vượt qua bao gian khó đầy trông gai, vượt qua bao gian nan và thử thách. Bệnh viện Lan Quy vững bước tiến lên, bệnh viện Lan Quy nơi tụ hợp thật nhiều bác sĩ nâng y rất nhiều kinh nghiệm, khám chữa bệnh lâu năm nâng tâm lớn, chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân khỏi nhai. Bệnh viện Lan Quy nơi niềm tin người bệnh, bệnh viện Lan Quy chữa bệnh khỏe lại, bệnh viện Lan Quy sẽ mãi mãi song hành cùng ngành y chăm lo cho người bệnh. Hãy nói với bệnh viện Lan Quy lời đức nâng tâm nhiều bác sĩ luôn luôn vì người bệnh thân thương. Hãy đến với bệnh viện Lan Quy, bệnh nhân khỏi dép về sẽ mãi nhớ y đức thầy thuốc bệnh viện Lan Quy. Thầy thuốc bệnh viện